xuất hiện trên sân khấu thực cảnh, nơi thiên nhiên đầy màu sắc của khu du lịch sinh thái Thung Nham. Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật truyền thống, kết hợp hệ thống đạo cụ quy mô lớn, dàn âm thanh ánh sáng hiện đại. Chương trình Di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ và Bế mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ 2 năm 2023 đón chào năm mới 2024 với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng, đầy sáng tạo, hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và sự thăng hoa, tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu khi bước vào năm mới 2024. Chương trình Di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ và Bế mạc Festival Ninh Bình – Tràng An lần thứ 2 năm 2023 chào đón năm mới 2024 được tổ chức vào 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Ninh Bình, các nền tảng mạng xã hội và một số kênh truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước.